Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho mình cái lô máy cắt cỏ. Hôm nay em lên tiếp tục 14 cây anh em. Lô chữ B bò ha, từ con B1 cho tới con B14. Lô hôm nay thì nồng là từ 30 ly cho tới là 36 ly nha anh em. Máy thì duy nhất con cọc bình xăng trên ha. Anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này em có dùng Zalo. Hình thức mua bán bên em là bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Là hàng tới nơi anh em có quyền được kiểm tra máy, có quyền được test độ thử nha. Xong anh em mới thanh toán shipper. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quý 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, ở gần dốc cầu Cái He nha anh em. Và anh em xem clip thì nhớ cho em một nút like và một đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên là con B1. B1 là con Robin, con này nồng 32 ly, 23cc nha anh em, máy là máy bù ghi đứng ha. Bình xăng con thì nó là hai kim mới nha, bình xăng lớn thì cũng đã thay mới rồi nha anh em. Tâm thì nó là tâm liền, tâm nhôm, tâm này tâm zin theo máy nè. Đó, nước sơn có hơi chóc một xíu nha. Chân chống bình xăng thì còn đầy đủ nha anh em, bằng nhựa ha. Công tắc ấn, công tắc này là công tắc zin theo máy nha. Tay đây đôi, gai giữ nè, láp trắng cỏ đã bò zin nha. Láp tay bát còn đủ anh em, chưa bị chóc luôn. Đó. Dòng này chạy khỏe anh em, cắt cỏ anh em dùng gia đình cắt cước rất là ngon. B1 giá 1,2 triệu. B2 con Maru, này là Maru 20 ha, nồng 30 ly, 20cc. Con này bình xăng con thì đó là bình xăng con zin 1 kim nha anh em. Bình xăng lớn thì đã thay mới ha. Thì cái bình xăng lớn này thì cũng chỉ có là nhiệm vụ chức năng của nó là chứa xăng thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới máy. Trong lốc nó có dập bách in cho băng nha anh em. Tâm con này thì tâm gờ, tâm nhôm, tâm 260 nè, có thể tháo gờ đầu máy được ha. Công tắc thì anh em nhớ lưu quý nha, nó nằm ở dưới cái tâm nè. Đó, công tắc ấn nha anh em, nhớ giùm em ha. Áo thì nó liền lạc hết, không bị vỡ nha anh em. Áo thì đỏ ken xà beng luôn. Đây, áo rất là đỏ luôn, rất là mới luôn. Tay đây đôi ha, gây giữ nè, láp còn tem luôn nha anh em. CBC 20, đó, thương hiệu của Maru. Láp đầu bò zin nha anh em. Hơi còn ok ha. B2 giá 1,3 triệu. B3 B3 con này là con Tanaka ha, nồng 34 ly anh em, 26cc, sửa cho ngay đây này. Con này tình trạng là nguyên zin hết luôn nha, đặc biệt là chụp giật trợ lực lò xo ống nha anh em, giật cũng rất là nhẹ nhàng. Con này bình xăng con zin 1 kim, bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy nha anh em. Bình xăng còn rất là đẹp, rất là sáng luôn. Đây, anh em nhìn nè, còn rất là tươi luôn ha. Ở chỗ cái nắp bình xăng là nó có cái gờ để anh em có cái thế này mở nắp nha. Đó. Một thiết kế rất là hay luôn nha anh em. Có cái hế là tạo cái mà anh em có cái chiều nhẹ dặn rất là dễ. Cái này anh em nhìn là cái áo nó còn đỏ ken xà beng luôn nha. Chân chống bình xăng thì dòng từ trước ra sau luôn ha. Tâm liền, tâm nhựa nè, tâm quá sáng luôn anh em ơi. Tay lái lợp giúp cho anh em cắt trong thời gian liên tục 3-4 tiếng sẽ rất là đỡ mỏi luôn. Ốc cùm 4 con còn trắng phiếu hết luôn. Tắt ga, công tắc nằm trên cùm nè, rất là tiện luôn ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin. Đó, con này nói chung là zin nguyên mãn hết nè, trợ lực luôn. B3 giá 1,450,000. B4
B4 này là con Sinewa ha, nòng con này 32 ly anh em, nó 23 cc nha, máy cũng là máy bùi đứng đó nè. Đó, chạy rất là khỏe anh em. Bình xăng con nó là hai kim mới nha, bình xăng lớn thì cũng đã thay mới nha anh em. Cái dòng này bình xăng con hai kim mới chạy mới được nha, chứ bình xăng con zin nhiều khi nó chạy nó băng lắm này, xăng nó qua không đều á, nên nhiều khi chạy nó không được ngon. Thường là giờ là thay mới hết. Áo còn đẹp lắm nha. Còn rất là bóng luôn nha anh em. Nè. Áo nhìn còn rất là sáng luôn ha. Tum gờ tum nhôm. Đây. Nước sơn đẹp nha anh em. Đó, công tắc ắn nè. Rồi, tay đáy đôi, gai dữ nha anh em. Láp chắn cỏ đầu bò zin cho mình nha. Ha, láp chắn cỏ đầu bò zin. Con này áo quá đẹp luôn anh em ơi, áo bốn lưỡng luôn á. Rất là mới ha. B4 giá 1.300.000. B5. B5 này là con ngay chú trắng nha anh em, nồng 32 ly ha, nó 23cc, bên này tình trạng nguyên zin hết luôn. Bình xăng con là hai kim luôn nha anh em, hai kim này hai kim zin cho nó nè, chú bình xăng là chú lớn luôn ha. Bình xăng lớn là bình zin thêm máy nữa nè. Ở cái này nói chung là zin hết luôn. Áo còn rất là sáng nè, áo còn trắng phiếu ha. À, tâm ly, tâm nhựa nè. Đó, Tsuchigi máy còn luôn. Đây Tsuchigi máy ha. Tay lấy đôi, gai giữ, công tắc con này thì nằm trên tay. Đây, rất là tiện cho anh em luôn. Láp chắn cỏ đầu bò đầy đủ. Con này chắn cỏ thì nó hơi mẻ nha, nhưng mà xài vẫn ok nè. Nhưng mà hàng đi thì em sẽ tặng thêm cho anh em một cái chắn cỏ mới để anh em để dành xe cua ha. Cái này nói chung là zin hết nha nè, không có bị thay thế cái gì hết. Rất là nhẹ nổ ha. B5 giá 1.350.000. B6. B6 là con Echo anh em. Echo này em hay gọi là Echo khủng long ăn cỏ ha. Này đặc biệt cái hôm nay phiên bản màu vàng nha. Thường là màu cam không ạ. Nòng 32 ly, 23cc nè, chạy cực kỳ khỏe luôn. Bình xăng con thì nó là hai kim mới nha. Bình xăng lớn thì cũng đã thay mới rồi anh em ơi. Hai cái mới. Áo sắt, áo nhôm nè, xài là không sợ bể vỡ nè, áo sắt ha. Tum gờ tum nhôm. Đây. Đó, công tắc ắn nha. Tay lấy đôi ha, gai giữ nè, láp đầu bò zin cho mình nha anh em. Dòng này nó vừa khỏe mà lại vừa bền nữa nha. B6 giá 1.300.000. B7. B7 con này là con Tanaka hay chống nha, nồng 32 ly, 23cc, trợ lực nè. Bình xăng con là zin một kim e tay đỏ tự động luôn. Nè, đóng e nè, mình lên ga. Đó là e tự động nó chảy về cho mình luôn. Bình xăng lớn cũng là bình zin theo máy luôn nha. Chân chống bình xăng hai chân nè, bởi vì mình gọi là Tanaka hay chống ha. Rồi, tum ly, tum nhựa nha. Công tắc thì nó là công tắc ắn nè. Rất là dễ sử dụng luôn. Tay đôi nha anh em, tay đôi tay này lớn nha, tay lớn nè. Đó, gai giữ, chắn cỏ đầu bò zin, trợ lực nha anh em, giật rất là nhẹ. B7 giá 1.400.000. B8. Quá giòn luôn ha. B8 là con cơm 2006 nha, nòng 34 ly, con này 26cc.
lẩu nghe tiếng gần tì thấy phê rồi. Đó, con này bình xăng con zin nha anh em. E con này thì anh em nhớ ha, đẩy về sau là đóng e nè. Đó, e tự động lên ga tự động không, e tự động nha anh em, đẩy về sau đóng e ha, mình lên ga là tự động nó chả về trước nó mở luôn. Đó, e tự động ha. Bình xăng lớn thì đã thay mới nha anh em, tum gời tum nhôm nè đây. Đó, tum nhôm luôn nha anh em. Tay bóp ha, bóp con này là bóp theo kiểu máy gài máy cưa nha anh em, bóp không không được phải giữ cái này vô. Đó, các bạn an toàn luôn. Công tắc thì đây có để nè, y là mở, o là tắt nha anh em. Trắng cỏ đầu bò zin, con này đầu bò ba lỗ nha anh em, có thể là gắn cái lồng gâm lúa luôn. Con này khoái nha, tiếng gì quá giòn ha. B8 giá 1.4 triệu nha. B9 chính là con Kawasaki TG25, con này nòng 32 ly 25cc nha nè. Bình xăng con thì nó là hai kim mới, bình xăng lớn thay mới, á màu vàng nhìn rất là đẹp nha nè, rất là đỏ bạc luôn ha. Tum gời tum nhôm tum 260, anh em có thể tháo gời ra thì thuốc nha. Công tắc ắn nè, trong lốc thì nó có dập vách in cho băng cho mình luôn nha. Rồi ta đây đôi ha, gai dữ nè, láp đầu bò zin nha nè, rất là nhảy nổ, căng tay rất ấm luôn nha, một xíu luôn á. B9 giá 1.550.000. B10 B10 là con Genos của Maxo này. Con này là cơm 2027 nha, nòng 35 ly 27cc ha. Chờ lật nha. Bình xăng con zin một kim nè, bình xăng lớn thì đã thay mới ha. Con này thì được cái là tum liền tum nhôm nha anh em. Đó, công tắc ắn luôn. Chờ lật, máy bu ghi đứng luôn nha. Tay lái lợp giúp cho anh em cắt rất là đỡ mỏi luôn. Bóp eo zin nè. Bóp nha anh em. Này xài ra bóp ha. Lắp xin tính điện luôn, lắp zin nè. Còn chữ BCZ27 luôn. Đó, đầu bò zin, con này là chỉ có cái bình xăng lớn là thay mới thôi, còn đây là zin hết trở lực. Các bạn nhẹ nha anh em. B10 giá 1.550.000. B11 B11, con này là con Echo Kiwit 24 nha anh em, nòng 33 ly 24cc ha. Con này bình xăng con là hai kim nha anh em, bình xăng con hai kim zin, bình xăng lớn cũng là bình zin luôn. Con này thì tum liền tum nhôm nè, nước sơn tum còn đẹp lắm nha anh em, chưa gớt luôn á. Phía ngoài này có thêm cái lớp nhựa để bảo vệ nước sơn nè. Công tắc ắn nha, tem mát còn đủ nha anh em, Kiwit 24-20 ha. Con này thì ta lấy đôi anh em, tay này tay lớn nha, gai dữ nè, lắp đầu bò zin, chờ lật luôn nhé, chờ lật luôn em ơi. Chụp dịch cho lần luôn nha. B11 giá 1.500.000, 33 ly 24cc. B12 B12 là con Maru 26 ha, con này nòng 34 ly nha, 26cc. Tình trạng này là zin nguyên bản hết luôn nha anh em, chưa có bị thay thế bất cứ một cái gì ha. Trong lốc thì nó có dập bách in cho băng cho mình luôn. Áo thì liền lạc nè, không bể không vỡ nha. Đó, áo liền hết nha anh em. Tum liền, tum nhựa luôn. Công tắc ắn nè, công tắc này thay mới nè, rất là dễ sử dụng luôn. Công tắc zin nhiều khi nó hơi nặng á, bởi vì cái này nó hơi nặng, bởi vì thay công tắc mới cho anh em nè, cho dễ xài. Tay đôi, gây giữ ha, lắp đầu bò zin nha anh em.
nè, lốc có dập mắt in da băng cho mình luôn nha. Đó, dập nổi nha anh em. B12 giá 1.800.000. B13. B13 là con Kawasaki TH26 nè, này nòng 34 ly nè, 26cc. Áo đẹp nè, bồ trắng ha. Con này bình xăng con zin một kim nha, bình xăng lớn cũng là bình zin luôn nha anh em. Ở trên nắp bình xăng là nó có thêm cái miếng gòn để giữ nắp nè, để tránh tình trạng nhiều khi mình bị ở ra mình ruột rớt nè ha, giữ nắp lại cho mình. Có chân bảo vệ bình xăng bằng nhựa luôn. Trong lốc nó có dập bách in da băng nha anh em. Số xe máy còn ha. 296 nè, 575. Tum gợi, tum nhôm, tum 260 nha anh em. Đó, tay lái trôi, bách ga với lại công tắc thì nằm trên tay lái luôn nha. Đây, rất là tiện luôn nha anh em. Chắn cỏ đầu bò riêng cho mình nha. Con này hơi ngon nha. B13 giá 2.200.000 ha. Áo liền lạc, không bể vỏ nha. Mặt liền à, không nắm khối luôn. Cuối cùng B14. B14 là con Makita ha. Makita này dòng Echo nha anh em. Echo này 310, nồng 36 ly, 31cc ha. Máy bình xăng trên thì anh em nhớ lưu ý nè, khi xài thì mình mở bình xăng, còn không xài thì anh em khóa lại dùm em nha. Tum con này thì nó là tum gời, tum nhôm luôn nha anh em. Nước sơn còn đẹp nè. Đó, công tắc ấn ha. Lắp thì nó xoay được cho mình là 360 độ luôn. Nó giúp cho mình khi anh em cắt trong ngóc trong ngách á, là cái việc xoay cái lắp thôi, cái đầu máy nó sẽ vẫn giữ nguyên ha. Đầu bò zin, cái tay lái này là tay lái nhôm anh em, nó dài nữa, nhôm nó bền mà nó dài, nó có cái lợi thế là anh em gặt nó nhẹ nữa ha. Tay zin nha. B14 giá 2.100.000. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.